Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ quay lại làm một cái video về một chiếc xe Super Ship thứ hai. Chiếc xe này trước đây mình đã từng làm một cái video giới thiệu rồi. Những cái sản phẩm này nó sẽ hơi khác một chút. Thì tí nữa mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu nó khác ở cái điểm gì. Trước tiên thì cái sản phẩm này bên mình phân phối cho một cái đơn vị họ đã từng tham gia Sắc Thăng. Đây là một cái đơn vị họ làm về cái dịch vụ ship hàng hóa. Đây thì cái sản phẩm này bên mình cũng làm thiết kế đề can và hoàn thiện tất cả mọi thứ cho bên họ, từ nhận diện thương hiệu đến dán đề can đến thi công đề can, tất cả mọi thứ là bên mình đã hoàn thiện rồi và chuẩn bị giao cho khách hàng. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu qua về cái chiếc Domestic 30 đời 2019 nó có gì đặc biệt. Vẫn là một cái vẻ bề ngoài, vẫn là một cái nội thất bên ngoài rất là quen thuộc. Chúng ta sẽ có một chiếc xe với cái ngoại hình đã chạy trên đường rất nhiều rồi, các bạn có thể nhìn thấy nó rất nhiều rồi. Nếu các bạn ở Hà Nội, các bạn chỉ cần đi khoảng 2 km là các bạn sẽ nhìn thấy một chiếc xe này. Đây thì chúng ta sẽ có một cái ngoại hình xe được bo tròn giống với hầu hết những chiếc xe tải minivan khác hiện tại có trên thị trường. Ở phần đằng sau thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn xi nhan, đèn hậu rất quen thuộc. Và đằng sau này thì mình dán đề can này, các bạn nhìn thấy cái logo slogan của họ, Tận Tâm Của Đúng Hẹn. Ở đây là một cái logo Super Ship nữa này. Với mình cũng đã bấm biển họ xong như này. Đây trên này cũng có thêm một cái logo nữa. Ở đằng sau này thì cái hệ thống logo Đông Ben này được dập 3D lỗi, trông rất là đẹp này. Ở đây có chữ X30 tên của cái sản phẩm này. Thì mình sẽ giới thiệu đến cái điểm đầu tiên, cái khác biệt đầu tiên của cái sản phẩm này so với những cái sản phẩm trước mình từng làm, đó chính là cái gồ lốp. Các bạn có thể thấy đây là một trong những cái phiên bản khác của chính chiếc X30 mình đã từng làm. Cái gồ lốp này nó rất là chắc chắn. Các bạn cảm giác các bạn đánh vào đây, nó tiếng kêu của nó cũng đã khác biệt hoàn toàn. Nó thịch thịch, độ dày nó rất là cao. Thì đây là một trong những điểm khác biệt đầu tiên mà mình nhắc tới. Cái điểm khác biệt thứ hai đó chính là cái tấm chắn điều hòa kia. Các bạn sẽ nhìn thấy cái tấm chắn điều hòa và có một cái lớp mica trong được dán lên ở khung đằng sau. Các bạn có thể hoàn toàn nhìn qua đó để xem được đằng sau là một phần hậu như thế nào. Đó thì cái tấm chắn điều hòa này nó cũng kín hơn so với mấy cái phiên bản Domestic 30 mà trước mình từng làm. Ok, ta sẽ sang phần hông. Phần hông điểm đặc biệt của cái sản phẩm này đó chính là cái hệ thống biển đề can đỏ. Mình dán nó rất là nổi bật giống với màu xe. Chúng ta sẽ có một cái logo Super Ship ở đây và cái slogan của họ là Tâm Đúng Hẹn dán trên này. Ở đây là số điện thoại hotline của họ và đây là website. Chúng ta vẫn sẽ có những cái điểm đặc trưng của những chiếc xe Domestic 30 khác, đó chính là cái hệ thống tay nắm bằng mạ chrome như thế này, cửa hông như thế này. Đây các bạn nhìn thấy cái tấm chắn điều hòa bằng tôn bên mình đã làm đằng sau nó như này. Thì cái sản phẩm này là bên mình sơn, thực hiện sơn cho khách hàng. Ở đây là cái xe này nguyên bản là màu trắng và được sơn đỏ lên ở các cái phần như này. Về nội thất, chúng ta vẫn sẽ có được những cái nội thất cơ bản của Domestic 30. Một cái nội thất có thể gọi là đẹp nhất trong các dòng xe tải van hiện tại có trên thị trường. Chúng ta có ghế bọc lỉ, hệ thống FM radio, điều hòa 2 chiều, trợ lực lái điện, kính điện và khóa điện. Tất cả mọi thứ rất là đồng bộ và đẹp. Các bạn sẽ không thể nào tìm thấy được cái xe minivan nào mà có nội thất đẹp như thế này. Ở đây thì bên mình cũng đã hỗ trợ cho khách hàng là cái tấm lót sàn và ốc vô lăng. Cái ốc vô lăng thì chắc mình chưa lắp rồi, thì đó mình sẽ lắp vào và giao cho khách hàng. Ok, vẫn rất quen thuộc thôi. Chúng ta cũng đã làm rất là nhiều cái video về chiếc Domestic 30 này rồi. Phần đầu thì chúng ta vẫn có như vậy, khe tản nhiệt giống những chiếc xe BMW. Chúng ta có logo của Domben 3D lỗi ở đây, biển bắt ở đây. Mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy gọi cho mình 0987773322. Bên mình đang có cái chương trình khuyến mại là khi các bạn mua các loại xe Domben, các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng một chiếc xe máy Honda Way. Cái chương trình này chỉ diễn ra tới ngày 21 tháng 12 năm 2019. Nếu các bạn quan tâm thì hãy để lại số điện thoại hoặc là comment ở bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.